Hôm nay em sẽ lên và giới thiệu cho anh chị những cái mẫu online hiện tại đang bán cực kỳ chạy và được rất là nhiều khách hàng ủng hộ và tin tưởng. Thì khi mà mua hàng của bên em, mọi người được mua giá là tại kho, tại xưởng rồi, không qua tay, không qua trung gian, nên mức giá nó sẽ rẻ hơn ở ngoài thị trường rất là nhiều. Nên anh chị cứ yên tâm mà mua sắm. Thì bên em đầy đủ tất cả các mẫu giá. Đấy, giá thì tầm trung từ 2 củ 250 trở lên thôi là mọi người đã có thể sở hữu được một dòng loa kéo để mình chơi gia đình hoặc là mình chơi không trong không gian vừa phải là ok rồi. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu tới anh chị những cái mẫu loa này, dòng loa đơn cũng có, loa đôi cũng có và loa sắt tay để mọi người có thể có thêm nhiều sự lựa chọn hơn, đấy, đa dạng mẫu mã cho anh chị lựa chọn. Anh chị đang xem được video này, mọi người muốn đặt hàng đấy, có nhiều anh chị không biết cách đặt hàng như thế nào thì cứ để lại thông tin ở phía dưới cho em hoặc là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại và số Zalo em có để trên màn hình đấy bên góc này, thì mọi người cứ alo liên hệ trực tiếp với em, bên em sẽ gọi điện và tư vấn cụ thể hơn cho mọi người ha. Rồi không để anh chị chờ lâu thì bây giờ em sẽ đi chi tiết tất cả những cái mẫu loa này và giá thì em luôn luôn công khai ở trong video này cho mọi người dễ dàng lựa chọn và tham khảo. Đầu tiên là một dòng loa nhỏ gọn trước, một cái dòng loa sắt tay. Nếu anh chị nào thích một cái dòng loa nhỏ gọn này, dễ dàng đi di chuyển, sắp đi chơi, sắp đi du lịch thì mọi người có thể tham khảo qua dòng loa sắt tay này. Con này thì cấu hình sẽ đi cho anh chị là 2 bát 20 ở dưới này này, và đi cho anh chị là một loa chép nữa, hai bát và một chép. Ở chất liệu là thùng gỗ veneer, phủ bóng veneer lên cực kỳ đẹp và thùng gỗ cao cấp rất là bền. Ở bên trên này trang bị là quai sắt này, một cái quai sắt để mọi người sắt đi chơi đi du lịch cực kỳ tiện ha. Đấy, rất là nhẹ, con này nặng 16 kg mọi người. Và công suất bên em sử dụng cho anh chị là một bộ mạch K10 nằm ở phía bên trên. Đấy, có 10 nút điều chỉnh này. Ở đây sẽ có volume tổng của nhạc này, tiếng bass, tiếng chép của nhạc, bass chép của micro, có echo, repeat, delay, reverb và kết nối đàn guitar thì mọi người có nút vặn guitar vôn này ở đằng sau nhá, đằng sau bộ mặt này đấy, kết nối các cổng kết nối ví dụ như là kết nối cổng input rồi cổng mic này, cổng audio, cổng cáp quang để kết nối từ loa sang TV, khe cắm USB, khe cắm thẻ nhớ là đầy đủ. Ở trong con loa này sẽ được trang bị pin sẵn ở phía bên trong rồi, khi mà hết pin á thì anh chị có thể cắm điện trực tiếp cho em, điện là điện 220V ha, đấy vừa xài pin vừa xài điện trực tiếp đều được. Và bộ mặt này mình có thể kết nối được TV hay là kết nối được điện thoại, đèn laptop là đầy đủ nha quý anh chị. Được tặng kèm cho mọi người là một cặp mic kim loại UHF như thế này. Đầu hợp kim thanh kim loại chống hú chống rít tốt và mic sử dụng là mic pin tiểu, hết pin thì mọi người có thể thay pin cực kỳ dễ dàng. Đấy, mức giá 2,9 triệu là anh chị đã sở hữu được cái dòng loa sắt tay nhỏ gọn như thế này rồi. Tuy nhìn nó nhỏ nhưng mà nó có võ nha mọi người. Đấy, tầm giá chưa tới 3 triệu mà muốn karaoke hay thì mọi người cứ chọn dòng loa V21 này. Và mặt lưới bên em sẽ trang bị hai phiên bản, một màu đen và một màu vàng. 2,9 triệu thì bên em sẽ bảo hành trong vòng 12 tháng cho anh chị ha, 12 tháng đổi mới linh kiện. Tiếp theo, dòng loa nhỏ gọn nhưng mà công suất lớn. Đấy, nếu như mà mọi người muốn chơi trong không gian gia đình hoặc là không gian ngoài trời liên quan tiệc tùng sinh nhật đấy, hoặc có thể làm dịch vụ cho thuê nhưng mà thiết kế thì mọi người có thể tham khảo dòng loa V50. Thì cái mẫu loa V50 này là một dòng loa công suất lớn. Nó sẽ đi trên chị là một bát 50, con 65 từ 156, loa chung và một loa chép cũng đi ra 3 đường kính cho mọi người. Thì tất nhiên những cái dòng loa 3 đường kính thì bao giờ chất âm nó sẽ hay hơn cái dòng loa 2 đường kính. Thì con loa V50 này chiều cao của nó là 80, chiều ngang là 52 và cân nặng của nó là 40 kg này. Còn một bánh xe cho anh chị dễ dàng di chuyển, hai bánh xe đằng trước và hai bánh xe quạt đằng sau ha. Con mic vẫn được sử dụng là mic kim loại UHF và lưới thì vẫn có hai phiên bản cho mọi người lựa chọn, một màu đen và một màu vàng. Ai thích màu đen và thích màu vàng thì cứ nhắn cho em, mình sẽ gửi theo yêu cầu. Còn bộ máy công suất nó có thiết kế là ở phía bên trên đầu. Bên em sử dụng một bộ máy nguồn xuyến có 10 nút điều chỉnh, em có echo, delay là đầy đủ ha. Rồi kết nối được điện thoại, kết nối được TV. Rồi con này với mức giá đang thanh lý chỉ có 4,3 triệu thôi là chỉ đã sở hữu được 4,3 triệu. Bên em bao vận chuyển về tận nhà và vẫn được bảo hành, con này bảo hành trong vòng 3 tháng ha. Tùy vào từng đôi loa sẽ có mức bảo hành khác nhau, nhưng thì bên em đã báo rõ thời gian bảo hành ở trong video này đi rồi, để báo rõ cái mức giá và thời gian bảo hành.
dễ dàng tham khảo. Dòng loa V50 4,3 triệu đối với mặt delay. Còn nếu ai muốn thích mặt revert, lắp mặt revert, ví dụ mặt 13 nút chỉnh như thế này, thì cứ alo cho em. Thì nếu mà lắp revert thì nó sẽ chênh nhau 100.000, tức là mặt revert thì mức giá là 4,4 triệu. Thì cái đó tùy vào sở thích và tùy vào nhu cầu của từng người ha. Rồi tiếp theo, một cái dòng loa đang cực kỳ hot. Mẫu loa này hiện tại đang có doanh số bán cực kỳ cao, đấy, mức giá rẻ, công suất lớn. Dòng loa này sẽ đi cho anh chị là 2 bát 40, côn 51 từ 140, 2 loa chung và 4 loa check đi ra 3 đường tiếng hẳn hoi. Bên trong vẫn được trang bị bình sẵn rồi. Thiết kế của nó là dạng nắp gập. Ở phần trên này thì mọi người có thể gập lên gập xuống được. Khi mà mình muốn sử dụng 2 đường tiếng này, hoặc là mình không sử dụng nữa thì cứ gập phần trên này lại cho em là được. Về bộ mạch công suất, mẫu này em sử dụng một bộ mạch nguồn xuyến này, Bluetooth 6.2, tổng tất cả các nút là 13 nút chỉnh, bao gồm có volume tổng của nhạc luôn là 13 nút này, bass trung chép của nhạc này, bass trung chép của micro có echo, bit delay, reverb là đầy đủ cho quý anh chị. Hai chỗ cắm mic có dây, nếu như ai muốn song ca nhiều người hơn thì mọi người có thể cắm thêm mic có dây vào. Hai chỗ cắm đàn guitar ha. Rồi có khe cắm USB, khe cắm thẻ nhớ. Cổng input output để kết nối từ loa sang TV bằng dây AV. Rồi chỗ đấu bình ngoài 12V nó sẽ nằm ở đây. Và đây là cắm sạc điện trực tiếp 220V. Con loa này, chiều cao của nó rơi vào tầm khoảng 1m, chiều ngang là 90 và cân nặng là 60kg. Và mức giá em đang thì sắp cho mọi người luôn. Chỉ có 5 chị đã sở hữu được dòng loa to như thế này rồi. 5,3 triệu là đã có bao gồm chi phí vận chuyển về tận nhà cho mọi người và được bảo hành trong vòng 3 tháng. Dòng loa này model sản phẩm là G38 nha mọi người. Bát 40 đôi, 3 đường tiếng. Và hàng thanh lý số lượng em thanh lý không có nhiều, nên nếu như mà ai đang ưng cái mẫu loa này rồi thì mọi người tranh thủ nhanh tay chốt đơn sớm. Thì con này bảo hành, về hình thức bảo hành thì bên em sẽ một đổi một linh kiện. Ví dụ trong quá trình sử dụng mà hư hỏng cặp mic thì em sẽ gửi cặp mic mới về tận nhà đổi cho mọi người. Hoặc là hư bảng mạch công suất này, đấy, em vẫn đổi mạch mới cho mọi người luôn, không sửa chữa nhá, đổi mới về tận nhà và hướng dẫn cho anh chị lắp đặt tại nhà. Còn về chế độ giao hàng thì hiện tại em đang có 4 chi nhánh: Bình Dương, Thanh Hóa, Hà Nội và Đà Nẵng. Nếu như mà mọi người ở gần kho em thì anh chị có thể tới kho em test nhạc, test loa trực tiếp tại kho và mình ưng mẫu nào thì mình có thể trở về luôn. Còn ai mà ở xa thì bên em vẫn hỗ trợ trở về tại nhà. Và khi mà hàng em giao tới nhá, anh chị được quyền kiểm tra này, test thử hát thử thoải mái trước khi nhận hàng. Nếu như mà đúng mẫu, đúng mã hoặc là chất lượng ok, ưng ý thì mọi người mới thanh toán. Còn hàng em giao tới mà mọi người cảm thấy không hay, không hài lòng thì cứ trả về lại cho em, không mất bất kỳ một cái chi phí nào hết, nên là anh chị cứ yên tâm. Thì bây giờ em cũng test cho mọi người nghe thử một đoạn nhạc trên dòng loa G38, mức giá 5,3 triệu để mọi người có thể nghe thử được chất âm của nó phát ra như thế nào. Và sau khi test nhạc xong thì em cũng xin kết thúc phần video ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.